trở lại chương trình của bản tin ngắn. Chương trình bản tin ngắn ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào một báo cáo rằng là cái chương trình của Fox News, quý vị, cái chương trình của Fox News có vẻ như cấm tất cả những đồng minh của ông Trump trong cái vụ tranh luận, cấm đại diện của ông Trump tham gia cuộc tranh luận trong Spin Room. Tức là ông Trump không xuất hiện trong cuộc tranh luận. Tranh luận có 8 thằng khùng tranh luận với nhau để nó chứng minh rằng là nó là đại diện cho đảng Cộng Hòa. Tôi kiểu vì tẩy chay nha. Fox News được cho là nói với những người đại diện cho ông Trump rằng họ không được phép vào phòng quay khi cuộc tranh luận thông báo rằng ông Trump sẽ bỏ qua cuộc tranh luận đó, mặc dù ông Trump không tham gia cuộc tranh luận sơ bộ đầu tiên của đảng Cộng Hòa do Fox News tổ chức ngày mai. Nhưng một số người đại diện của ông đã lên kế hoạch tham gia cái sự kiện này. Kể cả luôn Breitbart News cũng đưa tin, gồm có dân biểu bà Green McGate, Brian Donald, cựu ứng cử viên thống đốc Carrie Lake cũng tham gia cuộc tranh luận. Chương trình NBC News đưa tin các đối thủ nặng ký bảo thủ có sự tham gia của Trump Jr. và kể cả luôn Kimberly, con trai của ông Trump. Trump Jr. và Kimberly sẽ tham gia để thực hiện cuộc phỏng vấn truyền hình của nhóm Trump. Họ cũng quảng bá cho ông Trump trong chương trình Rumble của họ. Nhưng mà theo tờ báo Axios thì các trợ lý thường chào mời các ứng cử viên và chỉ trích đối thủ trong phòng quay. Tuy nhiên Fox News sẽ không còn phép cho nhóm của ông Trump đại diện cho ông Trump trong cái phòng quay, do ông Trump đã quyết định bỏ ra cuộc tranh luận. Hãng tin Fox News đã chính xác xác nhận thông tin này, chỉ cho ứng cử viên và chiến dịch tham gia. Người đại diện của ông Trump tin rằng họ có thể sẽ thấy những thông tin xác thực mới và tin rằng họ sẽ có mặt trong phòng quay vào thứ tư là ngày mai. Nhưng mà trên thực tế thì chương trình của Fox News đã chính thức cấm. Ông Trump dự kiến sẽ phát sóng một cuộc phỏng vấn với cựu người dẫn chương trình Fox News Tucker Carlson trong thời gian diễn ra cuộc tranh luận vào tối thứ tư. Chán quá đi, thiệt tình. Nhìn cái đảng Cộng Hòa chúng ta cũng cảm thấy chán, quý vị. Chán luôn, tôi chính thức tôi chán cái từ đảng Cộng Hòa đó. Đảng Cộng Hòa đó quý vị, rất là chán. Chán rất chán, chán cái thuật ngữ, cái từ ngữ của đảng Cộng Hòa. Tới cái mức độ ngày hôm nay nó bị thầy đó. Chính thằng nó ra tranh luận mà không biết tranh luận làm cái gì luôn. Thì đó là những cái mà cử tri của ông Trump gần như sẽ ủng hộ cho ông Trump. Tôi không biết tụi bay tranh luận để làm gì. Thì không hiểu. Tới ngày hôm nay tôi cũng chẳng hiểu luôn. Đôi khi tôi cũng wondering. Họ nghĩ rằng họ có thể thắng được ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ. Họ nghĩ rằng họ có thể chiến thắng được trái tim của chúng ta, quý vị. Trên thực tế, đối với tôi, 8 thằng tranh luận ngày hôm nay đang làm lời cho chương trình của Fox News và làm lời cho đảng Dân Chủ. Chúng chẳng có gì tốt lành cả. Ok, trở lại một quảng cáo cho cái chương trình tin ngắn. Đó là tờ tiền mang số serial đẹp 1118-8111. Và tờ tiền thứ hai là tờ tiền mang số 1984 dành cho người nào sinh năm 1984. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.